Rồi, chào mọi người. Hôm nay giới thiệu cho người một cái máy bắn vít Ton ha, của hãng Total 500W. Thì cái máy này nó sản xuất chủ yếu là để bắn mấy cái vít Ton trên trần nhà đó, hoặc là bắn vít gỗ gì ha. Mà cái hàng này nó có cái là nó không có chỉnh cái số, bộ số của nó. Thì giờ tôi khui cho mọi người xem ha. Rồi đây. Thì trong cái bộ máy của nó đó, rớt mấy cái đầu ra rồi. Rồi có cái máy là mấy cái đầu màu cho than. Đây mấy cái đầu vít ha, 6 đầu vít này nằm, nó nằm ở trong cái túi này nè, rớt ra rồi. Đây 2 4 6 6 cái đầu vít. Trong đây nó có là 4 cái đầu vít ba ke và 2 cái đầu vít dẹp, 6 cái đầu vít tùy theo cái loại mình bắn đó, nằm trong đây. Và có thêm một chỗ than dự phòng ha. Đây, và đây là cái máy này nó để dành cho mấy anh em ta đi làm thạch cao ha, bắn thạch cao hoặc là bắn trên trần nhà đó, bắn thạch cao. Thì cái tay này để móc vô ở bên hông đó, bên hông mình đeo bên hông đó. Thì này nó hay ở chỗ là cái đầu vít này nè, cái đầu này mình ấn vô nó mới chạy nha, bình thường nó sẽ không chạy đâu, ấn vô thì nó mới quay đó. Thì bây giờ tôi cắm điện thử ha. Ở đây tôi không có gỗ mà tôi test đâu mọi người đó ha, thì tôi giới thiệu sản phẩm thôi. Rồi, cắm điện rồi đó. Ở trong này có cùng 500 ha. Thêm người đi. Khi mà cắm điện rồi mình bấm như nè. Cái máy đang quay. Nhưng mà cái đầu này nó không có quay, không quay mình sẽ ấn nó vô. Đó. Ấn nó vô thì nó sẽ quay nè. Nó có sẽ độ ấn. Thì cái đầu này mình ấn vô thì lực nó mới quay. Mọi người để ý. Đó. Nào nó quay. Thì cái này nhìn đi anh em bắn vít Ton rồi đó, nó khỏe hơn ha. Khỏe hơn. Đó. Cái Ton công trình nữa chúng ta đưa rồi ấn vô, ấn vô ta bấm rồi nó sẽ chạy, nó sẽ khỏe hơn là những cái đầu vít kia đó. Còn nếu mà chúng ta xài bằng pin á thì thông thường những mấy hàng này nó sẽ khỏe hơn pin ha. Khỏe hơn pin mà cũng chả cần phải có sợ hết pin đâu, chỉ có điện là nó bấm thôi, bấm vô đó mọi người đi nè, khi mà tôi bấm vô thì nó quay nè, đó nó quay đó, ấn vô nó mới quay. Thông thường cái đầu vít này á, cái đầu gài vô thôi ha, cái đầu gắm vô thôi, nó không phải nó không có gài, ấn vô có 500 nó hít lại thôi đó, 500 nó hít lại đó. Và ấn vô vậy nè nó sẽ quay ha. Đó. Thì cái công dụng của cái thằng vít này nó chỉ như vậy thôi, cái động cơ là động cơ 500W rất là khỏe ha. Thì có chế độ vẫn là đảo chiều đó ha, đảo chiều qua lại left right đó. Left right thì không tích tắt đâu, nó giữ luôn đó, giữ luôn luôn thì nó lúc nào nó cũng chạy hết á. Thì cái máy này nó có giá là người chờ chút xíu. Cái máy này nó có giá là à, 950.000 mọi người ha, 950.000, 500W chuyên dùng để bắn vít ha, vít Ton rồi đó. Rồi thì mọi người có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ với tôi số điện thoại ở bên dưới ha. Rồi cảm ơn, rồi xin chào.